Xin chào các bạn, Tiến Dũng, chuyên gia xây nhà của các bạn đây. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xử lý nước ngầm trong hồ móng trong quá trình xây dựng và cách xây móng khi độ sâu móng thay đổi. Đây là những vấn đề rất quan trọng để đảm bảo móng của công trình được vững chắc và an toàn. Hãy cùng tôi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé. Đầu tiên là xử lý nước ngầm trong hồ móng. Trong quá trình xây móng, nếu nước ngầm xâm nhập vào hồ móng, chúng ta cần phải nhanh chóng bơm nước ra ngoài. Điều quan trọng là không được phép để lớp bê tông hay vữa mới thi công ngập trong nước cho đến khi đạt ít nhất 30% cường độ thiết kế. Và để ngăn ngừa vữa bị rửa trôi khỏi khối xây, cần tạo các rãnh thoát nước và giếng thu nước trong hồ móng. Quá trình hút nước ra khỏi hồ móng thì phải được tuân theo các yêu cầu đúng theo tiêu chuẩn. 2 là hệ thống tiêu nước. Khi thiết lập hệ thống tiêu nước, chúng ta phải tuân thủ theo yêu cầu về kích thước, thành phần và tính chất của vật liệu thoát nước và phải đảm bảo hệ thống thoát nước có độ dốc phù hợp như đã quy định trong bản vẽ thiết kế. Tiếp theo là xây móng khi độ sâu thay đổi. Khi độ sâu đặt móng không đồng đều, quá trình xây móng phải bắt đầu từ cao trình thấp nhất của nền. Các phần móng nằm ở vị trí cao hơn phải được xây dựng trên nền đất đã đầm chặt và các khoảng trống giữa các phần hoặc khối móng cần được lấp đầy và xử lý kỹ lưỡng để đảm bảo độ chắc chắn cho công trình. Vừa rồi là những lưu ý quan trọng về cách thức xử lý nước ngầm trong hồ móng và quy trình xây móng khi độ sâu móng thay đổi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần tư vấn thêm, đừng ngần ngại liên hệ với tôi qua số điện thoại 0834 492 695. Tiến Dũng, chuyên gia xây nhà của bạn, luôn sẵn sàng hỗ trợ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.